đi theo sau xe lên nhé. Chúng ta chuẩn bị uống cà phê ăn sáng các bạn ơi. Tốt quá, xịn phê quá rồi. Giờ hai xe, đi hai xe nhé. Xe này xe leo núi không. Rồi, nhóm thằng dữ trên đường đi ăn sáng uống cà phê. À, bữa nay, đi ăn sáng ở đâu đi vậy? Tới quán bún bò Heo Thi các bạn ơi, lâu quá thèm cái hương vị bún bò Huế này bởi vì mới đi. Đậu xe đó ok phải không? Một chiếc nữa kia. Đi qua luôn cậu ơi. Bún bò Huế Ô Thi lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Vô. I want to try to thưởng thức. Hot girl kìa, hot girl kìa. Hot girl đi ăn bún bò Ô Thi nè. Đây đây các bạn ơi, bún bò Ô Thi nha. Coi nè thấy không? Gần thấy đã gần không? Chút xíu nữa cho con gần nữa nha. Gần. Nè. Bay mùi là thơm mà. Lâu lắm rồi mới trở lại. Thèm cái hương vị này bởi vì mới trở lại. Quá trời đã không? Các bạn thấy nồi súp nè. Tuyệt vời. Bữa nay dắt hot girl đi ăn bún bò Huế. Hấp dẫn không? Chanh chiết rồi không? Được không? Nước ok không? Ở vậy được không mắm? Mắm được không? Vừa ăn chưa có mắm miết rồi gì không? Vừa. Mình phải cần chút xíu mắm à? Mắm
đâu. Đây, cho con cái đây. Chút xíu nữa. Tại mình bỏ rau rồi vô nó lạc à. Xíu nữa cậu. Thôi luôn, ừ, thôi luôn. Rau lên. Good. Ok, mời các bạn thưởng thức bún bò với mình nha. Để đã không nào? Quyết gân đồi lùm la đây. Trời ơi, quyết thì đã. Ok, mình ăn cái nha các bạn ha. Not bad, not bad, not bad. Not bad, not bad. First bowl, bún bò. First day, first bowl. First day, first bowl. Not bad hả? Sáng xong rồi các bạn ơi, nhóm thư giãn giờ chuẩn bị hành trình đi uống cà phê. Sóng biển bên đây là cũng thật là lớn luôn. Rồi. Nhóm thư giãn bên đây là ngày cuối cùng trên bờ biển Nha Trang. Giờ đi uống cà phê chỗ nào? Du Thiền á Linh. Bữa uống cà phê ở quán này nữa nè. Tám mấy gì đây nè. 378. À 378. Trang nó xuống Du Thiền ngồi uống cà phê nó thích á, yên tĩnh á. Thoải mái. Ồ, bữa nay sáng xe dữ không? Bữa nay thứ mấy? Thứ sáu hả? Thứ bảy hả? Ồ, mình quên giờ giấc luôn. Đây, tập thể dục đây. Về bên này quên giờ giấc luôn cậu ơi. Chỉ nhớ là chiều nhậu sáng đi thôi, không nhớ. Trở lại bến Du Thiền một lần cuối cùng trước khi rời Nha Trang. Ủa, ông thấy nhóm thằng dữ độc ác không? Tính cái gì là lãng tử không rồi? Tướng tôi chưa thấy gì đâu, chưa lãng tử. Lãng tử mà lính của Linh à. Đây đây các bạn, bên đây quay rõ cho các bạn coi, đây là bến Du Thiền nhé. Bến Du Thiền Nha Trang, anh chị nào mà có tàu, mua tàu thì mướn cái bến này đậu. Đó, mướn bến này đậu, còn ở trên kia thì mình ở đó. Đây. Nó, mà thì bây giờ mình có tàu mình mướn cái đó cũng giống như bên đó vậy đó. À. Mình mướn mình đậu. Rồi mình muốn trời im rồi xách tàu mình chạy ra mình đi chơi. Câu cá, câu kiết rồi vậy đó, cũng giống như bên kia thôi. Hả? Hình như đứng đây uống cà phê. Đây nè, xe đen á. Mua vé đi vô uống cà phê. Đây là 8 vé em hả? Dạ đúng rồi, em okay. Ok. Mua vé vô uống cà phê ở Arizona Resort rồi các bạn. Ok, cảm ơn. Dạ, mình đổi nước ở ngoài ba bên dưới cà phê nha. Ok.
đi thôi. Where they sitting? Oh, there. Ồ, các bạn thấy mát không? Rất là mát nha. Bà con trong này cũng rất là đông luôn. Vô uống cà phê, ăn sáng. Oh, we sit there? How many? 8 người. John? Bên kia, bên kia chạy vô vòng qua đó đó. Nhóm thư giãn đang ngồi uống cà phê ở Amiana, Nha Trang nè các bạn. Đây em gái Thư Dữ mới về nè. Ngày đầu tiên uống ly cà phê luôn. Ở resort Amina. Ngày đầu tiên ăn tô bún bò Huế, ngày đầu tiên cà phê luôn. Dữ. Mình ở với cha nè, mình sợ sáng xỉn chiều say tối lại rai. Cha nè uống tới nỗi 12 giờ đêm không cho mình đi ngủ. Cho nên nó không uống, nhưng mà một chai thành hai chai thành ba chai thành... Dạ, các bạn thấy không ạ? Ở sau lưng mình là biển không, mà resort. Rất là đẹp luôn. See, if you guys look a little buzz off, like that drink is so much better. Like beer is just so full and tired. I know, see? That's my number one problem with every restaurant is beer. Hola. Chúc đi một vòng bên mày quay á. Wow, all the hot girl there. Có ba người đẹp đi đâu điệu thế nha. Có ba người đẹp đi đâu điệu thế nha.